rất nổi tiếng, nhưng trong đó thì không mấy loại được so bì với thùng luồng về độ xa xưa cũng như là danh tiếng sức mạnh. Theo đó, người xưa mô tả thùng luồng là loài vật khổng lồ có sừng như là rồng, thân hình rồng rắn nhưng to hơn cả nghìn lần. Chúng sinh sống tại vùng nước lớn, thường rình rập rồi bất ngờ nhào lên kéo người xuống nước. Từ đó thùng luồng trở thành nỗi ám ảnh không chỉ đối với những người đi biển mà còn khiến nhiều người dân run lên vì sợ hãi mỗi khi nghe chuyện kể về chúng. Nhưng bên cạnh đó cũng có những truyền thuyết cho rằng loài quái vật này đã có linh tính, chúng sẽ chỉ làm hại kẻ ác, còn đối với những người lương thiện, thùng luồng sẽ dẫn đường chỉ lối để đến những nơi có vàng bạc châu báu. Vậy thì bí ẩn về loài quái vật này như thế nào? Hãy cùng đảng ý thị khám phá trong video dưới đây nhé. Hồ sơ tuyệt mật, thùng luồng, sinh vật hùng mạnh bí ẩn bậc nhất Việt Nam. Thùng luồng là một loài sinh vật được sinh ra từ dân gian, không cần nói, mọi người đều có thể hiểu được. Thùng luồng cũng giống như rồng hay là hà bá, chúng đều là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng cực kỳ phong phú của cha ông ta ngày xưa. Thực tế là người ta thường sợ những gì mình không thể nhìn thấy đối với các loài động vật sống ở dưới nước, đặc biệt là các khu vực sông hồ vùng đồng bằng nhiều phù sa. Việc quan sát rõ nét được sự vật bên dưới là một điều không thể nào. Có lẽ là chính từ đây những sinh vật bình thường như là cá sấu, rắn đã được thần thoại hóa lên qua sự tàm sao thất bại của nhiều người và dần dần trở thành một thế lực kỳ ảo đáng sợ. Đáng chú ý là theo nguồn tài liệu, thùng luồng là loài thủy quái có thể gọi là giao long. Và những khái niệm này cũng được xuất hiện nhiều trong một số tài liệu lịch sử của nước ta. Như đã đề cập ở trên, thùng luồng là loài sinh vật mang tính thần thoại, nhưng chúng không ít lần xuất hiện ở các tài liệu lịch sử. Lần đầu tiên có thể kể đến có lẽ là vào thời đại của vua Hùng, tức là hàng nghìn năm về trước. Theo Đại Việt Sử Ký Thần Thư, phần ngoại kỷ Hồng Bàng, An Dương Vương có đoán: vua các đời đều gọi là Hùng Vương. Bấy giờ dân ở rừng núi thấy ở sông ngòi khe suối đều có tôm cá nên rủ nhau đi bắt cá để ăn, thường bị thùng luồng làm hại, đến thừa đức vua. Đức vua mới nói: người mang là núi khác với các loài thủy tộc, các thủy tộc ấy ưa cùng loài mà ghét các loài, cho nên mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái ở mình, từ đấy thùng luồng trông thấy mới không cắn hại nữa. Tục xăm mình của người Bách Việt có lẽ là bắt đầu từ thời ấy. Như vậy là có thể thấy, dường như tập tục xăm mình của người Việt thời xưa xuất phát từ nỗi sợ hãi đối với thùng luồng mà ra. Những hình xăm này chính là vũ khí để họ vượt qua, chiến thắng được nỗi ám ảnh về các thế lực vô hình. Cũng trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ 6, nhà Trần, năm 1294 đến năm 1329, đã có ghi: Thượng Hoàng có lần ngựa cung trùng quang, vô đến chầu, quốc công quốc tần đi theo. Thượng Hoàng có nói: nhà ta thì vốn là người hạ lưu, là thủy tổ người Hiền Khánh, đời đời trượng dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi. Nếp nhà theo nghề võ nên xăm rồng ở đùi để tỏ ra là không quên gốc. Quốc phụ có xăm hình rồng ở đùi mà về sau nối ngôi không xăm ở đùi nữa là bắt đầu từ anh Tông. Lại hồi quốc sơ, quân sĩ đều xăm hình rồng ở bụng, ở lưng và hai bắp đùi, gọi là Thái Long, rồng hoa. Vì khách buôn người Tống đến dân Việt ta xăm hình rồng, lỡ gặp gió bão thuyền đắm, thương lua không dám phạm tới, cho nên gọi là Thái Long. Từ đó thì có thể thấy, việc xăm mình được khắc chế thùng luồng nói riêng hay là những tai ác từ sống nước nói chung được kế thừa công nhận trong hơn 1.000 năm. Mãi đến thời vua Trần Anh Tông, năm 1293 đến năm 1314 thì mới chấm dứt. Ở một góc nhìn khác, chúng ta có thể thấy rằng tục xăm mình trên tồn tại là do nỗi sợ sống nước mang tính vô thức, mà cụ thể đây là thùng luồng của người Việt xưa. Và tục lệ đó đã chấm dứt khi mà ở triều Trần, sức mạnh thủy quân của chúng ta đạt đỉnh cao. Ngoài ra, không chỉ xuất hiện trong các tài liệu cổ, thùng luồng còn được mắc đến trong vô số thần thoại, các câu chuyện dân gian. Theo nhiều thần phả, có Nguyễn Thị Hạo quê ở Đàm Phượng, mới chớn tuổi trăng tròn đã mang sắc đẹp chim sa cá lăn, nàng may mắn lọt vào mắt xanh của vua Lý Thánh Tông. Tuy nhiên là sau khi vào cung sự 4 năm liền vẫn không có con. Một ngày nọ, Nguyễn Thị Hạo cùng với thị nữ ra sông tắm ở Hầu Tây thì bất ngờ có một con thùng luồng to lớn xuất hiện, quấn chặt lấy bà rồi biến mất. Cùng đêm hôm đó, nhà vua được một người báo mộng: 3 năm sau sẽ ra ngoại xâm, nên thủy thần được lệnh đầu thai làm con vua để đánh giặc giữ nước. Sau đó thì quả thật là bà Nguyễn Thị Hạo hoài thai đến tháng 13 mới sinh. Cậu bé vừa ra đời đã có 28 vết hằn ở trên lưng, hệt như vảy rồng, được đặt tên là Hàng Lang. Và quả đúng 3 năm sau, khi nhà vua nằm mộng, đất nước bị giặc Vĩnh Trinh hoành hành ở phía Bắc. Hoàng tử Hoàng Lang nghe tin, liền lắc mạnh người, hóa thành nam tử cường tráng, rồi xin vua cha cấp voi chiến cùng 5.000 quân để đánh giặc. Mấy tháng sau chiến thắng trở về, Hoàng Lang không nối ngôi vua mà xin được trở về thủy cung. Chàng hóa thành thùng luồng lớn rồi biến mất tại Hồ Tây. Thần thoại này thì càng củng cố thêm niềm tin dân gian về thùng luồng đã nói ở phần đầu. Đó thì là những loài sinh vật mạnh mẽ và có vô số quyền năng, đặc biệt là đã sở hữu linh tính, biết phân biệt đúng sai,
công bằng đối với người tốt, kẻ xấu, chứ không chỉ là những con quái vật khổng lồ đáng sợ. Ngoài ra thì còn một câu chuyện về thùng lùn liên quan đến người thầy giáo vĩ đại lịch sử dân tộc Chu Văn An. Khi danh sư Chu Văn An mở trường dạy học ở quê nhà, có một học sinh rất là chăm chỉ, ngày ngày đến sớm để nghe giảng, nhưng tung tích lại vô cùng bí ẩn. Cụ Chu Văn An bèn cho người theo dõi, thấy rằng chàng học trò nọ cứ đến khu đầm đại thì biến mất để mới biết là thủy thần. Đến năm nọ, cả nước gặp hạn lớn, khắp nơi khô cằn, nắng gắt, người dân không thể thu hoạch được hoa màu, nhiều nơi thiếu nước uống trầm trọng. Đứng trước tình thế hiểm nghèo như vậy, thầy Chu Văn An xót thương người dân nên đã mở lời nhờ cậy người học trò bí ẩn kia. Chàng nho sinh ngần ngại một lúc rồi thưa lại: luật trời rất là nghiêm, nhưng lời thầy bảo cũng rất là trong. Trái ý trời không thể tránh khỏi tội, nhưng hủy thân mình để hoàn thành điều nhân, lời dạy của thánh nhân từ xưa cũng không thể bỏ, này sao lại dám chối từ. Con vâng lời thầy để trả lệnh thiên đình, nhưng con cứ làm để giúp dân. Mai kia nếu có chuyện gì không hay, mong thầy chu toàn cho. Với quyền năng của mình thì người học trò nọ đã hô mưa gọi gió, cứu mạng bà tánh khắp một vùng rộng lớn. Tuy nhiên qua đến hôm sau, người ta thấy xác một con thùng luồng nổi lên giữa hồ. Cụ Chu Văn An mới biết là học trò của mình vì nhân dân phạm tội tày trời nên đã vô cùng thương tiếc và làm lễ an táng trịnh trọng. Không chỉ là ở Việt Nam, rất nhiều nơi thế giới cũng lưu truyền những thần thoại về các loài thủy quái đáng sợ. Trong số đó thì khá nhiều quái vật được mô tả có phần sống với thùng luồng. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ phải kể tới Leviathan. Đây là loài quái vật có sức mạnh vô song với một cơ thể khổng lồ không gì sánh kịp. Vào thời Trung Cổ là người ta còn đồn đoán rằng con thủy quái này có thể giết chết cả thánh thần. Nếu Kraken trong thần thoại Bắc Âu được mô tả một con bạch tuộc khổng lồ thì sự to lớn của nó không gì so với thủy quái kia. Trong bức tranh cổ, Leviathan là một con rắn biển khổng lồ. Nó mang thân mình gần giống với dao long cùng bốn cái chân lớn và cái miệng khổng lồ. Với sức mạnh của mình, nó gần như bất tử và có thể chiến thắng trong mọi trận chiến, kể cả là những con thủy quái hùng mạnh khác. Một sinh vật mang tính thần thoại khác có tên là thủy quái Abaya cũng được mô tả có phần giống với thùng luồng. Còn trong thần thoại Melanesian, thủy quái Abaya là một con lươn khổng lồ với thân hình to lớn, cũng làn da sần sùi xấu xí. Chúng thân sống ở đáy các vùng sông hồ, nơi chỉ có bóng tối và sinh vật đáng sợ khác. Nhưng lại khác với Leviathan, nỗi kinh hoàng của dân đi biển, Abaya được coi là thần vật có chức năng bảo hộ các loài khác ở vùng sông nước ấy. Thêm vào đó, điểm khiến Abaya trở nên hùng mạnh, ngoài thân thể cường tráng khổng lồ, đó là năng lực điều khiển sóng nước, ít loài nào dám manh động ở khu vực nó cai quản. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Bạn muốn xem đi hồ sơ tiền mật khám phá về sự vật, sự việc bí ẩn gì tiếp theo? Đừng ngần ngại và tiện thông gì mà không cho Tagai Channel biết ở trong phần bình luận nhé. Thêm vào đó nữa, đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Tagai Channel ngay lập tức để đón xem những clip mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.